Nhậm Quận Công, Nguyễn Đức Giật còn có tên là Oạch, tự là Khoan Lãng, Thụy Hiền Bộc Phủ Quân, quê quán ở thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Dương, xứ Kinh Bắc, nay là thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ông tinh thông võ nghệ nên được tuyển làm người cai quản quân binh. Sau nhiều lần lập công, Nguyễn Đức Giật được Chúa Trịnh tin tưởng, giao nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình Lê Trịnh. Ông làm quan võ trải tới chức chỉ huy sứ ti, đô chỉ huy đồng tri. Nguyễn Đức Giật là con trưởng của Quế Quận Công Nguyễn Đức Uyên. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Đức Giật đã có chí khí anh hào, tinh thông võ nghệ, tinh thông lịch sử, lại am hiểu chữ nôm. Ông xem, cậu Đức Giật ngày càng tiến bộ, không những võ nghệ thành thạo mà cả cưỡi ngựa bắn cung cũng rất xuất sắc. Đức Giật được luyện võ từ lúc mới 5 tuổi, tính đến nay cũng đã 10 năm học tập. Nếu còn không thành thạo thì đâu phải con trai của Nguyễn Đức Uyên ta. Dạ đúng như vậy ạ. Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả là không sai. Nhưng mà ông có thừa nhận với con là cậu Đức Giật nhà ta có năng khiếu với võ nghệ không ạ? Không những thế, cậu còn tinh thông cả lịch sử và chữ nôm nữa. Như vậy chẳng phải là văn võ song toàn sao? Quả thật, hiếm có đứa trẻ nào có sẵn năng khiếu mà lại chăm chỉ rèn luyện như nó. Cha thấy võ nghệ của con thế nào? Đã khá hơn rất nhiều rồi. Con cần rèn luyện mỗi ngày để tiến bộ hơn nữa. Dạ vâng, thưa cha. Cha thấy con ngoài luyện võ, con rất am hiểu lịch sử và chữ nôm. Con muốn sau này trở thành một vị quan văn hay là quan võ? Dạ thưa cha, lịch sử và chữ nôm chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi của con. Con tìm hiểu lịch sử để biết rõ nguồn gốc của dân tộc, để biết đất nước đã trải qua những thăng trầm ra sao. Còn sau này con vẫn sẽ theo nghiệp cha ạ. Con sẽ là một vị võ quan dũng mãnh, oai phong như cha. Con làm quan là để giúp dân, giúp nước. Đó mới là điều cha mong muốn ở con. Dạ vâng, thưa cha. Con xin ghi nhớ lời dạy của cha. Do Nguyễn Đức Giật có tài cưỡi ngựa bắn cung giỏi nên được tuyển dụng vào Nam Cung Nhân Miếu cai quản quân binh nơi này. Lúc đó, ông đã cùng các võ quan giao đấu và nhiều lần thắng cuộc, cho nên Chúa Trịnh phong cho ông quản lý các cung, sau lại giúp việc cho Chúa Trịnh giữ gìn chính sự. Chúa thấy Nguyễn Đức Giật phụng sự đã lâu và có nhiều công lao, nên thăng cho ông chức đô chỉ huy đồng tri, nắm giữ các đồn binh ở phiên trấn tại xứ Nghệ An. Nơi đó, ông luyện tập cho binh sĩ giữ chặt miền ranh giới giữa Bắc Hà và Nam Hà, cùng các khu vực quanh đó. Các binh sĩ chú ý, khi đưa tay lên thì động tác phải dứt khoát, khi hạ chân xuống thì phải có lực thật vững. Tuân lệnh. Dạ bẩm đại nhân, đã đến giờ nghỉ giải lao, mời đại nhân ra uống nước nghỉ ngơi ạ. Được, hãy cho binh sĩ giải tán. Tuân lệnh. Từ lúc đại nhân tới đây, quân sĩ tập luyện chăm chỉ, đã thành thạo cả võ nghệ và cung tên cưỡi ngựa. Muốn bảo vệ được dân chúng thì cần phải thành thạo võ nghệ mới được. Hơn nữa, xứ Nghệ An có đường biên viễn với Ai Lao, quân binh phải thạo chiến thuật, giỏi võ nghệ mới có thể ứng phó khi có giặc quấy phá. Khi đại nhân mới tới, đám loạn quân còn quấy rối nơi biên viễn. Sau mấy trận đại nhân chỉ huy, đám loạn quân bị quân ta đánh cho thiệt hại không nhỏ, nay sợ hãi không dám manh động. Phải làm sao cho dân chúng được sống yên ổn thì đất nước mới phú cường được. Được sự tin yêu của Chúa Trịnh, Nguyễn Đức Giật đã thăng trải qua nhiều chức vụ. Ông làm việc ở trấn rất thanh liêm nên được dân chúng quý trọng, tiếng tăm lên cả triều đình. Về sau, Nguyễn Đức Giật lấy cớ bệnh yếu, vợ con túng bấn nên xin về chí sĩ tại quê nhà. Khi Nguyễn Đức Giật mất, ông được tặng phong đô chỉ huy sứ, lại ra phong tả đề điểm, tham đốc tước Nhậm Quận Công. Nhậm Quận Công Nguyễn Đức Giật sau khi mất được nhân dân thờ phụng ở nhiều nơi. Miếu Đại Trung, thôn Dũng Quyết, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, nơi thờ Nguyễn Đức Giật được xem như võ miếu. Khu đền này có từ thời Lê, nhưng trong kháng chiến chống Pháp đã bị phá hủy,
chỉ còn lại bia đá, hai voi đá, hai ngựa đá tại lăng mộ.